hay tin một vị linh mục của giáo hội Công giáo La Mã, ông Đặng Hữu Nam, linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam. Mình xin nhắc lại, đây là linh mục của giáo hội Công giáo La Mã, chứ không phải là linh mục của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông này không phải là cán bộ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mình khẳng định điều đó, ông ấy là linh mục của giáo hội Công giáo La Mã. Ở đây việc đánh người là việc mình cho rằng đây là một việc không hay. Tuy nhiên nó vẫn xảy ra và thường xuyên xảy ra trong xã hội. Nhưng ở đây một vị tu hành của một giáo hội Công giáo được cho rằng là đây là một vị chức sắc của một tôn giáo, mà ở đó về vai trò và vị trí thì ông ấy được nhận chức thánh, được sức dầu và được giáo hội giáo huấn rằng ông ấy đang là đại diện của Thiên Chúa ở trần gian. Thế thì một vị đại diện Thiên Chúa ở trần gian lại có một hành động đánh người, thì đó tôi không cho rằng đây là một việc làm thánh thiện. Bởi đại diện Thiên Chúa thì phải là thánh thiện, bởi Chúa là một vị thánh. Thế cho nên có lẽ là linh mục Đặng Hữu Nam không được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, của Thiên Chúa, và đây là việc làm của một người phàm tục chứ không phải là một linh mục. Chúng ta có thể, đối với người bình thường, chúng ta có những người đánh nhau thì có thể chúng ta có cái sự soi xét, chúng ta có cái sự thông cảm một mặt nào đó. Nhưng riêng trong trường hợp đánh nhau sáng nay của ông linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam thì có một cái điều nó đặc biệt ở chỗ là ông ta đánh con nít, đánh con nít đến chảy máu đầu, một đứa học trò mới học trung học cơ sở, một vị tu hành chạy xe ô tô chặn đầu xe các em lại và đánh các em đến đổ máu. So về tuổi tác với nhau, so về cái cấp bậc với nhau thì nó đã có một cái sự chênh lệch. Một người lớn đánh một đứa con nít không phải để giáo dục mà là để hả giận. Ông ta giận cái gì chưa biết, nhưng điều đó không phải là một sự giáo dục khi mà đánh túa bụi vào người khác, gọi mày xưng tao. Vậy thì hành động sau đó là gì? Sau khi được sự can ngăn, ông ta lại gọi giáo dân đến, giống chuông nhà thờ, gọi giáo dân đến để cầm tiếp sắt, để hành hung người can ngăn, đến nỗi phải nhập viện luôn, cả người can ngăn ông ta đánh con nít lại phải nhập viện luôn. Vậy đây là linh mục hay là quỷ dữ? Ông ta dùng cương vị của một vị linh mục kêu gọi giáo dân trong tôn giáo của mình đi đánh người. Vậy thì những vị giáo dân này có ý thức được rằng vị linh mục của mình, ông ta làm sai hay không? Tôi cảm thấy khó khăn cho các vị giáo dân. Không lẽ các vị không phân biệt được đúng sai, chỉ biết bảo vệ linh mục nam? Linh mục, các vị phải suy xét, linh mục là người hướng dẫn. Nó là chủ chăn, nó là người hướng dẫn để chăn dắt linh hồn của chúng ta, để chúng ta trước mặt Thiên Chúa được tốt đẹp, được hoàn thiện. Và khi được lãnh nhận chức linh mục này thì mỗi vị linh mục phải dẹp bỏ hết tất cả mọi thói hư tật xấu của bản thân để nên hoàn thiện giống như Thiên Chúa. Như thế mới đại diện Chúa ở trần gian. Vậy việc ông linh mục này, ông ấy có thể đại diện cho Thiên Chúa ở trần gian được hay không, khi mà ông ấy đánh một đứa con nít, rồi ngay cả người khác can ngăn lại tiếp tục hành hung người ta và đánh người ta khi đuối lý, lại mời, lại gọi giáo dân đến để đánh tiếp? Mà tôi cũng không hiểu giáo dân lại sao lại dùng những hung khí. Rất đông giáo dân đến chỉ để quay đánh một người hay sao? Nó là một sự bày đàn. Chúng ta là con người, chúng ta sống phải có lý lẽ. Chúng ta sống trong cộng đồng thì chúng ta phải có luật lệ để bảo vệ cho cộng đồng. Nếu cái luật lệ đó có trái ngược lại với quyền lợi của một hai người
thì điều đó cũng phải chấp nhận, bởi chúng ta bảo vệ cái cộng đồng lớn này nó quan trọng hơn cái cá nhân của một hai người đó. Vậy thì tôi cảm thấy các bạn, các vị giáo dân cũng như các bạn nên có một cái nhìn, và tôi nghĩ rằng ngay cả chính quyền cũng nên có một cái nhìn cụ thể hơn về các vị chức sắc của Giáo hội Công giáo La Mã. Chúng ta phải hiểu là Giáo hội Công giáo La Mã là một tôn giáo và cũng là một quốc gia. Quốc gia này có một lãnh thổ ở nằm ngoài đất nước Việt Nam của chúng ta. Và linh mục này là chức sắc của một quốc gia đó. Và đây là một tôn giáo như mọi tôn giáo khác. Nó chỉ khác ở chỗ nó được tổ chức cấu tạo, cái hệ thống tổ chức chặt chẽ nhất, và được hệ thống bằng giáo triều, một chế độ triều đình. Nếu có thể nói đây là một chế độ triều đình phong kiến. Vậy nên khi mà tiếp xúc với Đặng Hữu Nam hay là ông Nguyễn Thái Hợp, tôi đề nghị phía chính quyền có một số các cái thái độ là đối diện với một công dân của một nước, chứ không nên đối diện với một chức sắc của một tôn giáo. Nếu ông ta dùng tư cách là một linh mục thì chúng ta phải xem xét lại ở khía cạnh nhà nước Việt Nam ký kết với Vatican trên quan hệ ngoại giao, và tôn giáo này, tôn giáo Thiên Chúa giáo Công giáo La Mã đã đăng ký những hoạt động gì ở lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta không nên nhập nhằng đây là một vị linh mục rồi chúng ta xem ông ấy như là một quan chức của nhà nước Việt Nam chúng ta. Ông ấy là quan chức của Tòa Thánh Vatican, không phải là quan chức của nhà nước Việt Nam. Vậy nên tôi hy vọng rằng nhà nước ở một mặt nào đó, nếu như ông ta dùng tư cách của một linh mục thì ông ta phải thông qua các cái hiệp định, các cái nghị ước giữa Việt Nam và Vatican, xem những cái tư cách đó có nằm trong tất cả những cái ký kết giữa hai nhà nước hay không. Nếu như không nằm trong các cái ký kết của hai nhà nước, không nằm trong đăng ký hoạt động của tôn giáo, tôi đề nghị chính quyền địa phương bác bỏ tất cả mọi yêu cầu của linh mục Đặng Hữu Nam và ngay cả Nguyễn Thái Học. Còn nếu như mà các vị chức sắc của Giáo hội Công giáo La Mã, tôn giáo được gọi là Thiên Chúa giáo, mà dùng tư cách của một tôn giáo thì chúng ta đối diện với một tôn giáo thì chúng ta dùng luật, pháp luật, pháp lệnh tín ngưỡng. Nếu như ông Đặng Hữu Nam dùng tư cách của một công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì chúng ta tiếp nhận đơn thư với cái khía cạnh chính quyền với công dân. Tôi thấy nhiều văn bản của chính quyền ở Nghệ An khi trả lời thư của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và của ông Đặng Hữu Nam luôn luôn để cái chức vụ là linh mục. Tôi chả biết cái linh mục đó có nằm ở trong cái hệ thống chính quyền của nhà nước mình hay không. Tại sao chúng ta phải xưng hô với cách gọi là linh mục hay là giám mục? Bởi vì đó là cái chức vụ ở trong Giáo hội Công giáo La Mã, chứ không phải là cái chức vụ trong xã hội của đất nước Việt Nam chúng ta. Ở trong xã hội của Giáo hội Công giáo La Mã, đó là một chức vụ, họ trao đổi với nhau bằng chức vụ đó. Còn trong xã hội của đất nước Việt Nam của chúng ta không, hoàn toàn không có cái chức vụ nào là linh mục, giám mục. Vậy nên tôi nghĩ rằng là chính quyền và ngay cả bản thân giáo dân và mọi người cũng nên có một cái nhìn nó chính xác hơn về cái vai trò và vị trí của vị linh mục Đặng Hữu Nam này, cũng như là các vị bề trên của họ, đó chính là ông Nguyễn Thái Học. Thực tế tôi là một người công giáo, tuy nhiên tôi không công nhận ông Đặng Hữu Nam là một linh mục. Đối với tôi, ông ấy là một Lucifer. Tôi không tôn trọng ông ấy, và ngay cả ông Nguyễn Thái Học cũng vậy. Kể từ ngày mà ông ấy được khi đến ở một cái sự việc trước đây ở Nghệ An, có một cái việc là hai anh công an bị đánh ấy, bị người ta ném đá đánh đập đi, chảy máu thế này thế khác, chảy máu đầu đấy. Thì khi ông giám mục Nguyễn Thái Hợp đến, không có yêu cầu đi chữa trị cho hai người này, mà chỉ căn vặn bắt lỗi bắt phải rằng tại sao các anh thế này, tại sao các anh thế kia.
kể từ đó tôi đã thấy cái giá trị đạo đức của ông Nguyễn Thái Học không xứng đáng để tôi tôn trọng. Vì vậy cho nên là nếu bạn nào đã bắt lỗi tôi là tại sao không gọi là Đức Giám Mục hay là Linh Mục hay là Cha, thì các bạn thông cảm giùm, bởi vì họ không xứng đáng. Dĩ nhiên đối với chức thánh, tôi kính Chúa, và tôi kính Chúa chứ không phải là tôi là người mù quáng để có thể kêu ai là cha cũng được. Vậy nên tôi hy vọng rằng các bạn nên có một cái chiều hướng, cách đối xử hết sức là công tâm với ông Linh Mục Đặng Hữu Nam này. Thứ nhất là phải xem ông ấy là một công dân, hãy đối xử với ông ấy như là một công dân của nước Việt Nam chúng ta. Để khi ông ấy vi phạm bất kỳ luật lệ nào của nước Việt Nam thì hãy lấy là ông Đặng Hữu Nam và bỏ từ linh mục đó ra đi. Khi nào ông ấy về nhà thờ, ông ấy sẽ là linh mục của con chiên của mình. Khi bước ra xã hội, ông ấy là một công dân của một đất nước. Trừ khi ông ấy hành lễ, ông ấy là linh mục. Trong đời sống hàng ngày giữa các giáo dân với linh mục là chuyện bình thường. Nhưng nếu như ông ấy bước ra xã hội, ông ấy hành xử và giao tiếp với xã hội thì phải dùng tất cả các luật lệ của xã hội này. Vì vậy nên tôi đề nghị mọi người nên có một cái nhìn chính xác về vai trò và vị trí của các vị chức sắc này. Họ chỉ là chức sắc của một tôn giáo. Họ không phải là một cán bộ như của nhà nước để buộc chúng ta phải đem chức vụ của họ ra và cái sự sợ hãi nào đó. Tôi rất là bực bội, bức xúc sáng giờ. Ít nhất là Linh Mục Đặng Hữu Nam sáng giờ đã vi phạm khá nhiều. Thứ nhất là tụ tập đông người, đánh trẻ em thì lại dính vào cái luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cũng như công ước quốc tế về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đánh đập trẻ em, bạo hành với trẻ em. Cái mà đáng lẽ ra nhà thờ phải là nơi bảo vệ trẻ em mạnh mẽ nhất, thì nay lại có một cái hành động của một vị đại diện của nhà thờ nó rất tệ hại, và thậm chí một vài vị giáo dân lại có một cái hành động hùa theo không phân biệt phải trái đúng sai. Hy vọng rằng giáo dân cho dù kính như thế nào, trọng như thế nào thì cũng phải phân biệt được thế nào là đúng là sai, để đừng bao giờ làm sai. Ở ngoài việc mình ngoài việc mình kính Chúa ra, mình còn phải sống nữa. Bởi cái nước Chúa là cái mà chúng ta cần ở trên thiên đàng. Ở đây các bạn sống không đẹp lòng nhau thì đừng bao giờ các bạn nghĩ các bạn đẹp được lòng Chúa. Vậy, chào tất cả các bạn.